Và các bạn thân mến, người Đà Lạt của chúng ta nổi tiếng là hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Nhưng ngày hôm nay, ngoài điều đó ra thì Xuân Long xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là người Đà Lạt của chúng ta cũng rất là tài năng. Và vì sao Xuân Long lại nói như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Các bạn rất là vui vẻ, gần gũi. Mình thấy rất là không khí rất là vui vẻ. Rất là thích nghe guitar, vì nghe guitar cảm thấy rất là thoải mái, xả được căng thẳng của một ngày làm việc của mình. Mình thấy rất là hay. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ luyện guitar. Câu lạc bộ guitar là tập hợp các bạn trẻ có cùng một sở thích âm nhạc. Các bạn đến với câu lạc bộ không giới hạn về khả năng. Có thể là có bạn đàn được guitar, có bạn hát và có bạn đánh trống cây dông được. Nhưng tất cả các bạn trẻ ở đây đều có chung một niềm đam mê chính là âm nhạc. Đến với câu lạc bộ là dịp để các bạn được thể hiện tài năng của mình, đồng thời các bạn còn được giao lưu, học hỏi, đặc biệt là còn được thưởng thức những bài hát hay. Chơi guitar cũng được 2 năm. Khi mà chơi guitar thì đối với mọi người thì em luôn giao lưu, hỏi, luôn mang đến mọi người niềm đam mê trong. Cảm thấy vui khi được hát và giao lưu với tất cả mọi người. Cứ vào buổi tối cuối tuần, có thể tập trung ở phố đi bộ và cũng có thể là một địa điểm riêng của câu lạc bộ. Các bạn trẻ vẫn thay nhau cất lên tiếng hát, tiếng đàn của mình. Chính sự giản đơn và năng động đó làm cho các bạn có thêm những kỹ năng cũng như có một tinh thần sảng khoái để tiếp tục về với công việc thường ngày. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh cần được duy trì và mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức của các bạn trẻ hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ cần một ít kiến thức về cây đàn guitar và sự kiên trì, chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ luyện tập được bộ môn này. Còn bây giờ thì quý vị và các bạn hãy xem thành quả của Xuân Long nhé. Cả con mãi cho và cháu.